Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi quý vị nha. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Sức khỏe của bé rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội hiện ra sao? Sự việc diễn ra vào ngày 28 tháng 2 lan truyền trên mạng xã hội khiến người xem thất tim. May mắn bé đã được ứng cứu kịp thời và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ngay sau khi cháu bé sinh năm 2018 ở tầng 12A, tòa chung cư trên phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, rơi từ tầng 12A xuống máy hiên của tòa nhà và được anh Nguyễn Ngọc Mạnh, sinh năm 1990, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, đỡ kịp thời. Cháu bé chuyển vào Bệnh viện Nhi Trung ương kiểm tra và thăm khám. Thông tin với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Văn Nam trực khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết. Vào cuối giờ chiều ngày 28 tháng 2, đơn vị tiếp nhận cháu bé trong tình trạng hoảng loạn, không hoàn toàn tỉnh táo. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành các bước cấp cứu, chụp x-quang đánh giá tình trạng sức khỏe bước đầu của cháu. Bước đầu xác định bé bị trực khớp xương hán, qua hình ảnh chụp chiếu có vết nghi giống rạn xương bàn chân. Hiện các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi, đánh giá vùng sọ não, bụng của bệnh nhân nhí này xem có tổn thương hay không. Thời điểm đêm 28 tháng 2, khi các bác sĩ kiểm tra, chạm vào cơ thể của bé vẫn còn khóc vì đau. Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 28 tháng 2, bé H 3 tuổi ở tầng 12A, tức tầng 13 của tòa nhà 60B, Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can, sau đó bé treo mình lơ lửng ở tầng 13. Một số người dân ở tòa nhà bên cạnh phát hiện sự việc nên đã hô hoáng. Lúc này anh Nguyễn Ngọc Mạnh ở Đông Anh, Hà Nội là tài xế xe tải chuyên nhận chuyển nhà trọn gói. Phát hiện sự việc nên đã trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé khi bé rơi xuống. Rất may mắn cháu bé chỉ bị thương, ngay lập tức người dân và gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện Nhi Trung Mương cấp cứu.